Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Bán Pogba, MU công bố nổ bom tấn kép hàng tiền vệ. MU chính thức bổ nhiệm cái tên vào ban huấn luyện. Man City đạt thỏa thuận với ngôi sao 100 triệu bảng và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Bán Pogba, MU công bố nổ bom tấn kép hàng tiền vệ. Sẽ không bất ngờ nếu Paul Pogba rời MU để đến PSG ngay trong mùa hè này. Và đây là lúc để Ole Gunnar Solskjaer tìm người thay thế. Khi đó, khoảng trống mà Paul Pogba để lại Old Trafford là không nhỏ, bất chấp phong độ phập phù của anh. Man United có thể trả tiền cho một cầu thủ sáng tạo như Jack Grealish hoặc chiêu mộ một tiền vệ toàn diện như Sanchez hay Leon Goretzka. Quỷ đỏ cũng có thể đến West Ham và đề nghị số tiền khổng lồ cho tiền vệ phòng ngự Declan Rice. Có một lựa chọn thứ tư, họ có thể chiêu mộ hai cầu thủ với giá phải chăng để thay thế Pogba. MU gần đây đã liên kết với cả hai tiền vệ này và hứa hẹn sẽ mạnh mẽ hơn nếu sở hữu họ. Đầu tiên là Eduardo Camavinga, người chỉ còn một năm trong hợp đồng với Rennes. Mới 18 tuổi, anh ấy đã chơi hơn 80 trận cho đội 1 và được gọi vào đội tuyển quốc gia Pháp. Camavinga là một cầu thủ mạnh mẽ, thích tiến về phía trước. Anh được xem là bản nâng cấp của Fred. Dù không có sự tinh tế, sáng tạo như Pogba, nhưng Camavinga có thể bù đắp điều đó bằng nỗ lực, nhiệt huyết của mình. Theo The Guardian, tiền vệ này có thể được bán với giá chỉ 25,7 triệu bảng. Với mức giá này, Camavinga là một khoản đầu tư chất lượng bởi anh là người có thể phát triển thành một cầu thủ ưu tú tại Man United. Và với việc bổ sung một cầu thủ thứ hai, Camavinga sẽ chịu ít áp lực hơn với tư cách là người thay thế Pogba để có thể học hỏi và dần thích nghi tại Old Trafford. Cái tên thứ hai sẽ là Ruben Neves. Tiền vệ của Wolves đã có thừa kinh nghiệm thi đấu ở Premier League và cần một thử thách mới. Talksport đưa tin trong tuần này, MU rất quan tâm đến Neves và có thể mua anh với giá 35 triệu bảng. Giống như Camavinga, Neves là một cầu thủ tốc bóng mạnh mẽ, nhưng anh cũng có khả năng chuyền bóng vượt trội so với cả Fred và Scott McTominay. Neves sẽ giúp cho MU không có được sự sụt giảm lớn về chất lượng hoặc kinh nghiệm khi Pogba rời đi, đồng thời đào tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Camavinga. MU có thể thực hiện thương vụ kép với giá 60 triệu bảng hay thậm chí là 70 triệu bảng. Nhưng điều này sẽ được bù đắp bởi 40-50 triệu bảng mà họ sẽ nhận được khi bán Paul Pogba. Man City đạt thỏa thuận với ngôi sao 100 triệu bảng. Sau thất bại trước Chelsea trong trận chung kết UEFA Champions League, huấn luyện viên Pep Guardiola đã sớm bắt tay vào kế hoạch chuyển nhượng cho Man City. Trước đó, tờ The Telegraph xác định Jack Grealish là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man City trong mùa hè năm nay. Theo nguồn tin trên, Man City khao khát có chữ ký của Jack Grealish và họ sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh để có sự phục vụ của tiền vệ này. Điều đó chứng tỏ đội chủ sân Etihad thực sự nghiêm túc với thương vụ Jack Grealish. Mới nhất, nguồn tin từ Football Insider khẳng định Man City đã tiến một bước dài ở thương vụ này. Cụ thể, cầu thủ tấn công người Anh hiện đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản cá nhân với Man City. Được biết, Aston Villa hét giá Jack Grealish 100 triệu bảng, thế nhưng Man City tự tin có thể đàm phán với một mức giá rơi vào khoảng 90 triệu bảng. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, khả năng Man City hoàn tất thương vụ này là không hề nhỏ. Kể từ khi giúp Aston Villa trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh vào cuối mùa giải 2018-19, Jack Grealish đã ra sân trong 62 trận đấu ở Premier League, trực tiếp đóng góp vào 32 bàn thắng trong suốt hành trình đó. Rõ ràng, Jack Grealish là một cầu thủ tài năng. Mới 25 tuổi, Jack Grealish có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa và trở thành số 10 toàn diện nếu được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Pep Guardiola. Chelsea chuẩn bị đề nghị cho máy quét 100 triệu bảng. Từ lâu, Chelsea đã xem Declan Rice như mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Họ từng bày tỏ ý định chiêu mộ ngôi sao trẻ người Anh ngay từ phiên chợ hè năm ngoái và cho đến hiện tại, mối quan tâm này đã gia tăng đáng kể. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cần một sự nâng cấp chất lượng cho khu trung tuyến nhằm hiện thực hóa giấc mơ chinh phục mọi danh hiệu mùa tới. Chính vì vậy, chiến lược gia người Đức muốn nhanh chóng xúc tiến quá trình đàm phán đưa Rice trở lại Stamford sau gần một thập kỷ xa cách. Cầu thủ 22 tuổi từng đầu quân cho lò đào tạo trẻ Chelsea, tuy nhiên vào năm 2013, anh đã bị đẩy khỏi câu lạc bộ và quyết định gia nhập West Ham. Thời điểm hiện tại, đại diện phía Đông London vẫn chưa có ý định chia tay viên ngọc quý nơi tuyến giữa. Họ tuyên bố sẽ chỉ để anh ra đi nếu nhận được lời đề nghị từ 100 triệu bảng trở lên. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Eurosport, Chelsea vẫn muốn thăm dò đối thủ bằng màn chào giá dự kiến sẽ diễn ra vào một ngày vài ngày tới. Nhà đương kim vô địch Champions League hy vọng họ có thể sở hữu Rice với mức phí dao động từ 60 đến 70 triệu bảng. Bên cạnh đó, động thái nhất quyết từ chối gia hạn của máy quét người Anh cũng mang đến cho The Blues sự tự tin lớn trong thương vụ này. MU bổ nhiệm cái tên bất ngờ vào ban huấn luyện. Tốt nghiệp Học viện Manchester United, Paul McShane đã có 4 năm ở MU trước khi rời câu lạc bộ vào năm 2006, chưa từng ra mắt đội 1. Cho đến mới đây, anh vẫn chơi cho Rochdale ở League One, nhưng cầu thủ 35 tuổi này vừa chính thức trở lại MU, đảm nhiệm vai trò cầu thủ kiêm huấn luyện viên ở đội U23. Nick Cox, người đứng đầu học viện cho biết,
chúng tôi luôn thực hiện những cách tiếp cận sáng tạo để đảm bảo rằng các câu lạc bộ có thể tiếp tục truyền thống đáng tự hào trong việc tạo ra những cầu thủ đẳng cấp thế giới có khả năng chơi xuất sắc cho đội 1 của Manchester United. Chúng tôi tin rằng Pogba là ứng cử viên hoàn hảo, anh ấy đến với tư cách là một huấn luyện viên nhưng rõ ràng vẫn còn rất nhiều thứ để cống hiến trên sân cỏ. Sự kết hợp độc đáo này là vô giá đối với đội U23 của chúng tôi và sẽ thúc đẩy các tiêu chuẩn chuyên nghiệp của đội. Chelsea xem xét cứu mang Sergio Romero. Thủ thành Argentina được cho có cơ hội ở lại Premier League khi Chelsea xem xét ký hợp đồng với anh. Sergio Romero rời MU theo dạng cầu thủ tự do vào đầu tháng 7 sau khi không ra sân một lần nào trong suốt chiến dịch 2020-21. Thủ môn 34 tuổi trải qua 6 mùa với MU nhưng chỉ có 61 lần ra sân trên mọi đấu trường do phần lớn thời gian là phải dự bị cho De Gea. Trước khi xuống vị trí số 3 trong mùa qua, Roma được cho đang xem xét chiêu mộ Sergio Romero, tuy nhiên theo Telegraph, thủ thành này có thể chuyển đến Chelsea. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đang tìm một thủ môn thứ 3 sau Mendy và Kepa và Romero nằm trong lựa chọn của The Blues. Paulo Dybala gặp Juventus chốt tương lai. Người đại diện của Pogba là Jorge Atun sẽ có cuộc đàm phán về tương lai của thân chủ với Juventus vào đầu tuần tới. Thỏa thuận hiện tại của Dybala với đội bóng Turin sẽ hết hạn vào hè năm sau. Juventus và Paulo Dybala đã không thống nhất được việc gia hạn hợp đồng vào hồi đầu năm, điều này làm tăng đồn đoán tiền đạo Argentina sẽ ra đi vào hè này. Một số đội bóng quan tâm đề nghị đến Dybala, nhưng tiền đạo 27 tuổi vẫn để ngỏ khả năng gia hạn Juventus, đội bóng mà anh đã gắn bó 6 năm. Liverpool đề nghị lương khủng cho quái vật giá 55 triệu euro. Hãng tin Sport Witness dẫn lời nhà báo người Ý Claudio Maramudi cho biết The Kop đã đưa Frank Kessie của AC Milan vào tầm ngắm. Kessie có phong cách khá tương đồng với Wijnaldum khi di chuyển trên khắp mặt sân nhờ nền tảng thể lực và sức mạnh sung mãn. Cầu thủ người bờ biển Nga đặc biệt mạnh mẽ trong các cuộc chiến tay đôi, hứa hẹn sẽ đem lại chất thép cho hàng tiền vệ Liverpool. So với Wijnaldum thì Kessie hỗ trợ tấn công ấn tượng hơn. Mùa trước anh có 13 bàn và 6 kiến tạo tại Serie A, đóng góp công lớn giúp AC Milan giành ngôi Á quân. Jacob được cho là đã liên hệ với người đại diện của Kessie và sẵn sàng chi mức lương lên đến 8 triệu euro mỗi mùa cho ngôi sao 24 tuổi. Hiện, hợp đồng của Kessie với đội chủ sân San Siro chỉ còn 1 năm. Cầu thủ người bờ biển Nga được định giá 55 triệu euro. Hiện AC Milan cũng đang nỗ lực thuyết phục Kessie ký kết vào một giao kèo mới. Thông điệp đánh thép Mbappe sắp chia tay PSG. Hàng loạt tờ báo lớn như Marca hay AS đồng loạt xác nhận tiền đạo Kylian Mbappe đã thông báo với huấn luyện viên của PSG Mauricio Pochettino rằng anh không có kế hoạch gia hạn hợp đồng hiện tại. Điều này đồng nghĩa với việc chân sút người Pháp sẽ trở thành cầu thủ tự do nếu tiếp tục khoác áo PSG trong mùa giải tới. Thông điệp từ chân sút 22 tuổi được truyền đi ngay sau khi anh trở lại sau kỳ nghỉ. Sau buổi kiểm tra y tế, Mbappe đã gặp riêng thuyền trưởng người Argentina để khẳng định lập trường của mình. Tuy nhiên, cựu tiền đạo AS Monaco cũng khẳng định anh sẽ không gây sức ép để được ra đi ở mùa hè năm nay vì sự tôn trọng dành cho đội bóng. Thế nhưng, Mbappe cũng nhấn mạnh anh sẽ không ở lại sân công viên các hoàng tử sau mùa giải tới. Những ông chủ người Qatar đã ra sức thuyết phục tuyển thủ Pháp bằng bản hợp đồng kém mức lương mới, mà ngang bằng với Neymar. Nhưng tiền không còn là vấn đề quá quan trọng với Mbappe. Ngôi sao sinh năm 1998 muốn chuyển đến một đội bóng có truyền thống hơn để hoàn thành giấc mơ chấm lích, đó chính là Real Madrid. Dortmund sở hữu những người thay thế Jadon Sancho. Ngoài Liverpool thì Borussia Dortmund cũng là đội bóng muốn sở hữu ngôi sao sinh năm 1999 người Hà Lan là Daniel Malen để thay thế cho Jadon Sancho, người đã đến MU với giá 73 triệu bảng. Mới đây, nhà báo Fabrizio Romano đã lên tiếng xác nhận rằng đội bóng của Bundesliga đã sở hữu được sát thủ ghi 19 bàn ở mùa giải vừa qua. Cụ thể, ký giả người Ý chia sẻ: Daniel Malen đến Borussia Dortmund, thỏa thuận đã được hoàn tất và đội bóng áo vàng đen phải trả 30 triệu bảng cho PSV. Một số thủ tục giấy tờ cần được chuẩn bị và hợp đồng sẽ được ký vào cuối tuần. Malen sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2026 và mức lương của anh ấy cũng sẽ được cải thiện so với hiện tại. MU mời PSG sớm rước ông cảnh Pogba. Pogba chỉ còn thời hạn gần 1 năm hợp đồng với MU và không có ý định ký tiếp dù nhận được lời đề nghị mới khá hậu hĩnh. Tờ Telegraph cho hay MU đang chờ nhà áo quân Ligue 1 PSG đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng trang tiền vệ người Pháp trước khi phiên chợ hè khép lại vào cuối tháng tới. 5 năm trước, Quỷ Đỏ từng bỏ ra khoản tiền kỷ lục 89 triệu bảng để đón về Pogba. Giờ họ đối diện nguy cơ mất trắng anh nếu không bán ngay ở thời điểm này. Tương lai của Pogba là chủ đề bàn tán của báo giới suốt 12 tháng qua. Real Madrid và Juventus từng bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ 28 tuổi. Nhưng giờ PSG đang chiếm thế thượng phong. Đại diện Pogba, Mino Raiola gần đây đã có cuộc đàm phán điều khoản cá nhân với PSG. Đội bóng nước Pháp tin rằng có thể giúp Pogba với giá 43 triệu bảng.
Hôm qua, Miro xác nhận Paul Pogba đã từ chối đề nghị gia hạn mà lãnh đạo MU gửi đến. Động thái cho thấy anh đã sẵn sàng rời sân Old Trafford. Nếu gia nhập PSG, Pogba sẽ càng củng cố thêm sức mạnh và tham vọng cho gã nhà giàu nước Pháp. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!